trường trung học cơ sở Văn Thân, quận 6. Chương trình học tập bộ môn âm nhạc lớp 6 tại nhà. Hôm nay thầy giới thiệu với em hai phần. Thứ nhất là về phần nhạc lý 3-4 như là cách đánh nhịp 3-4. Phần thứ hai là các bạn đã đọc nhạc lần trước mà thầy cho các em ở nhà. Hôm nay thầy sẽ sửa cũng như là tập cho các em. Phần 1 là nghĩa nhịp 3-4. Rồi, em nhìn lên, ta thấy chúng ta đã được học nhịp 2-4 rồi. Nhịp 3-4 nó cũng tương tự như thế, nhưng nó vào tắt rồi. Nhịp 3-4 là gì? Nhịp 3-4 là nhịp có 3 phách trong một ô nhịp. Hãy nhắc lại là có 3 phách trong một ô nhịp. Mỗi phách có giá trị trường độ bằng 1.000 nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2, phách 3 nhẹ. Nhắc lại, nhịp 3-4 là nhịp có 3 phách trong một ô nhịp. Mỗi phách có giá trị trường độ bằng 1.000 nốt đen. Phách 1 mạnh, phách 2, phách 3 nhẹ. Em nhìn lên cái khu nhạc đây, ta thấy 3-4 là nhịp có 1, 2, 3 có 3 phách trong một khu nhịp. Một phách có giá trị trường độ là 1.000 nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, này là nhịp của nó. Phách 2, 3 ba như là mấy, có hình nốt trắng và nốt đen, nốt trắng và hai nốt đen. Còn lại là do là nhịp ô nhịp thứ tư. Chúng ta thấy có hình nốt trắng chấm dôi, dấu chấm dôi phía sau nốt nào thì nó có cái chuyện nốt đó được tăng thêm một nửa cái chiều độ đó nữa. Ví dụ tại nốt trắng chúng ta có hai phách, có dấu chấm dôi được tăng thêm một nửa của nó là nốt đen. Các em về nhà chép cái định nghĩa và ví dụ vào cho thầy em đọc, nhớ học thuộc lòng. Phần thứ kế tiếp là chúng ta cách đánh nhịp 3-4. Chúng ta nhìn cái hình ở góc phải ha, động tác tay theo hình vẽ thì chúng ta có nè, một từ trên xuống, hai từ dưới ngang qua, 3 là từ dưới đi lên ha. 1 ta cùng xuống, 2 ta cùng qua, 3 ta cùng lên. Đó. Bây giờ mời các em xem một video clip hướng dẫn cách đánh nhịp. Xin chào các em học sinh khối 6. Hôm nay thầy hướng dẫn cho các em cách đánh nhịp 3-4 mà chúng ta vừa được học. Rồi, chúng ta đã thấy hình minh họa cái bên ha. Chúng ta sẽ đánh nhịp 3-4 theo hình tam giác. Đầu tiên 1 xuống, 2 ra, 3 đi lên. 1 xuống, 2 ra, 3 lên. 1 xuống, 2 ra, 3 lên. Rồi, mời các em cùng xem thầy đánh nhịp với đại đàn. Mời em. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
Rồi, em ở nhà tập, mỗi em tập 10 đến 15 đến 20 lần. Đây cũng là một cái động tác tập tay giống như là chúng ta tập thể dục để giữ sức khỏe trong mùa dịch. Rồi, chào các em. Sau khi xem video đó, các em ở nhà nhá cố gắng tập từ 15 đến 20 lần động tác đó như là một bài thể dục của em. Kế tiếp là bài tập đọc nhạc tại nhà mà hôm rồi thầy giao cho các em. Bài tập đọc nhạc của chúng ta đây ha. Mời em xem ha. Hôm nọ thầy có giao cho các bạn, các em về nhà ghi tên nốt bằng viết chì ở mấy dưới để xem mình có đúng hay sai. Thì hôm nay thầy sẽ sửa cho các em. Rồi em nhìn rồi. Dòng số 1. Son 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 mi đô la son. Rồi, đó là dòng số 1. Bây giờ thầy đàn lại lần nữa, thầy hát mẫu cho các em. Em về hát nha. Son 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 mi đô la son. Rồi, mời em nào. 2 3 Rồi, dòng số 2. Dòng số 2. Son mi la son 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 mi. Rồi thầy mời các em nào. 2 3 Rồi chúng ta ôn lại hai câu ha. Son 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 2 3 Mi đô mi son la đô la son. Mi đô mi son la đô la son. Mời các em nào. 2 3 Câu cuối cùng. Mời các em. 2 3 Rồi, mời các em 2 câu ôn lại. Rồi, chúng ta ôn lại nguyên bài nha. Sau khi chúng ta bây giờ bài này chúng ta sau khi hát nốt xong bài tập đọc nhạc này chúng ta sẽ hát lời thầy hát mẫu. Ha 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 đầy chiếc đu xinh đu cùng với em bay cao lên trời tay cầm cho chân Yeah.
Khi các em hát bài này, các em, đây là nhịp 3-4, em kết hợp với lại hát nốt, hát lời và đánh nhịp 3-4. Bây giờ thầy cho các em hát với nhạc nền. Em khi em hát hai lần đầu, em ra hát nốt, hai lần sau em ra hát lời, vừa hát vừa đánh nhịp em nhé. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc. Các em nhớ giữ gìn vệ sinh thật tốt, giữ gìn sức khỏe để cùng mọi người phòng chống dịch bệnh. Không ra đường nếu không thật cần thiết. Khi ra đường nhớ phải đeo khẩu trang, nhớ rửa tay liên tục bằng nước sát khuẩn hoặc xà phòng. Chúc các em học tập ở nhà thật tốt. Xin kính chào các em.